Giới thiệu với các anh chị, đây là chiếc máy ép dầu sản lượng khoảng tầm từ 120 kg trở lên. Đây là một thiết bị ép dầu được sử dụng rất phổ biến hiện nay bởi chất lượng của nó và khả năng vận hành rất là nhẹ nhàng. Đó, chất lượng của phụ kiện bao gồm các thiết bị bao gồm phụ kiện vòng ép, bộ phận nhiệt, đây là hệ thống gia nhiệt, đây là các cái bộ phận vòng ép cơ khí được làm rất là tiện, rất là đẹp, chắc chắn bằng vật liệu rất là đanh. Đó, đây là nước sơn này được làm theo yêu cầu của khách hàng nên là các anh chị có thể nhìn thấy là nước sơn được làm rất tốt. Đây là bộ phận xoắn này, bộ phận trục xoắn này có anh chị có thể điều chỉnh cái bác mình dày mỏng phụ thuộc vào cái nhiên liệu nguyên liệu. Đây là cái tay nắm điều chỉnh của hệ thống máy ép dầu. Đây là bộ phận lồng vắt dầu và đây là bộ phận thoát dầu chính. Khi mà anh chị ép dầu thì nguyên liệu dầu sẽ được thoát qua cái bộ phận này là chủ yếu. Còn đây là các bộ phận vắt kiệt dầu. Đây là cái bộ phận hộp bánh răng chuyển động của máy. Ở đây là bộ phận cấp liệu. Thì anh chị do hiện tại là đang thì chuẩn bị vận chuyển cho khách nên là đóng nhìn nó không được mỹ mãn lắm. Thì anh chị có thể xem qua ở đây. Thì còn đây là cái hệ thống bánh đà. Thì khác với các cái dòng máy khác thì dòng máy này của bà thành cấp có hệ thống bánh đà là 4 dây croa nên là máy chạy rất là khỏe và êm. Cộng với motor là 7,5 kg. Hệ thống gia nhiệt của máy này thì cũng là 2,65 kg. Thì anh chị có thể là mất khoảng tầm từ 10 đến 15 phút là các anh chị có thể gia nhiệt cho máy để đạt được đến cái mức độ nhiệt độ khoảng tầm trên 100 độ C. Đó. Toàn bộ hệ thống máng dầu và bộ phận nắp bảo vệ cho máy thì làm bằng inox. Vệ sinh cho các anh chị. Kích thước máy thì rất là nhỏ. Khoảng trên 1,6 m và một chiều khoảng hơn 1,5 m. Thì cái này cũng không chiếm nhiều không gian để các anh chị có thể đầu tư. Thì tôi giới thiệu với các anh chị cái dòng máy này, bởi vì dòng máy này thì có thể là đạt đến sản lượng tốt hơn nếu anh chị kiểm soát được cái độ ẩm của nguyên liệu đầu vào. Rồi, xin cảm ơn các anh chị.